Từ đầu năm 2015 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cát Tiên đã giải ngân cho những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn, vay với số tiền trên 9,7 tỷ đồng, giúp bà con có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, đưa tổng dư nợ hiện có trên 164 tỷ đồng, tăng 3,2 tỷ đồng so với đầu năm, với 5.864 hộ dư nợ, đạt trên 99% kế hoạch cả năm. Để đảm bảo nguồn thu cho vay các đối tượng hộ nghèo nói trên, thì ngoài nguồn vốn cấp bộ của Trung ương gần 7,7 tỷ đồng và vốn ủy thác của địa phương 2,2 tỷ đồng. Phòng Giáo dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cát Tiên còn chú trọng công tác thu hồi vốn cho vay đến hạn được gần 6,5 tỷ đồng và huy động vốn từ các tổ tiết kiệm và vay vốn để đảm bảo nhu cầu cho vay ưu đãi hộ nghèo.